Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online. Hôm nay chúng ta học bài mới, đó là bài số 18 trong bộ giáo trình Hàn ngữ giả sơ cấp 1. Chúng ta đang sử dụng cuốn giáo trình Hàn ngữ Poya sơ cấp 1. Bạn nào chưa chuẩn bị được Hán ngữ Poya toàn tập từ sơ cấp cho đến cao cấp thì các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn vào trang chủ là tiếng trung.com hoặc là học tv hoặc là từ com hoặc là tài liệu hsk.vn. Rồi tiếp theo các bạn kéo xuống dưới À, các bạn cả xuống dưới các bạn ấn vào đây giáo trình hắn gặp giả trọng bộ các bạn ấn vào đây thì sẽ chuyển sang cái này rồi các bạn ấn vào đây là tải số một link duy nhất là ok nhá hoặc là các bạn vào như sau học tiếng trung tv rồi các bạn ấn vào đây giáo trình ngữ gặp giả phiên bản mới Đó, rồi các bạn ấn vào đây thì sẽ chuyển sang cái này các bạn ấn vào đây là xong nhá tải số một link duy nhất hoặc là các bạn vào như sau à, trang uh, từ vựng tiếng trung com Đó, từ vựng tiếng trung com rồi các bạn có từ khóa là gì nhỉ giáo trình trình gì bố giả đó trình bố giả các bạn ấn vào search đó chấm lát thì tổng sẽ tự tìm kiếm cho chúng ta đó. các bạn chờ trong giây lát trong quá trình chờ đợi thì chúng ta đi tiếp à đây có rồi đây rồi tiếp theo chúng ta kéo xuống dưới các bạn ấn vào đây nhá Download lát giả trình hạn của bố giả toàn tập các bạn ấn vào đây đó. thì sẽ chuyển sang cái này và về cái cái phần giao diện để tải về đó rồi các bạn kéo xuống dưới đó, các bạn ấn vào đây đó. tả xuống một link duy nhất các bạn ấn vào đây các bạn vào trang web là tài liệu hsk.vn rồi các bạn ấn vào đây. Đó. Các bạn có từ khóa là giáo trình Poya hay là giáo trình Poya đó, giáo trình. Chỉnh... Giáo trình gì? Giáo trình Poya. Đó, ấn vào đây, search. Và chờ một lúc. Rồi các bạn kéo xuống dưới. Ấn vào đây, ta loạn giáo trình hẳn Poya, các bạn ấn vào đây. Đó, các bạn chờ trong giây lát. để hệ thống tự tìm cho chúng ta bài viết này. Rồi các bạn kéo xuống dưới các bạn ấn vào đây tải xuống một lên rồi nha các bạn ấn vào đây nha đó ok rồi và tiếp theo bạn đặt chữ ấn nút đăng ký kênh youtube học tiếng trung online của trung tâm tiếng trung chani master thì các bạn ấn vào đây là một cái vào đây và một cái vào đây là ok nha để sau này các bạn sẽ được yên tâm và không bị bỏ lỡ bất kỳ một bài giảng nào mỗi khi mình đăng lên kênh của mình một bài giảng mới nhất rồi chúng ta sẽ đi vào phần trình của bài học ngày hôm nay đó là bài số 18 với chủ đề là gì đây là gì đây tôi đến thư viện mua sách của truy thú sứ quán số là tôi đến thư viện mua sách của số rồi đầu tiên 质量是？质量，质量。这是？我觉得这个手机的质量很不错。我觉得这个手机的质量很不错。我感觉质量，我觉得这个手机的质量不错。质量，啊，质量好更好。质量多体多特，质量高，质量好更好。我觉得质量好比较好，我感觉质量多体多特。那接下来，星期天是主日，我们学了，星期天学了，咱们是主日，主日，咱们。 chẳng chúng ta à, là chúng ta chúng tôi là ủa mặt chẳng là chúng ta cái này có hơi có sự khác nhau đấy Nên, nếu bạn nào chưa biết cách phân biệt cái từ ủa mặt từ và từ giá ơn thì các bạn hãy đăng comment ở ngay bây giờ video bài giảng này để được uh, giải đáp thắc mắc sau giờ học nha chẳng và ủa mặt đều là chúng tôi chúng ta nhưng mà sự khác nhau nó có sự khác nhau đấy thế này là từ số 4 là từ sáng tiền sáng tiền là gì cửa hàng hay shop rồi tôi muốn đến cửa hàng mua quần áo, tôi muốn đi mua Bạn muốn đến cửa làm gì? Bạn muốn đi mua

Ngày mai tôi định là đi du lịch Nhật. 吧，明天我打算去日本旅行。明天我打算去日本旅行。接着，东西 là gì？东西 là đồ vật đồ đạc 啊，东西 đồ vật đồ đạc 啊。Đây là đồ gì？Đây là đồ gì đây？这是什么东西呢？这是什么东西呢？这是什么东西？Đây là đồ gì？不错，好得。我觉得这个东西很不错。啊，我觉得这件衣服很不错，都感觉啊，某个男的，rất là rất là tốt，不错，好得。Khai là mở，开门，mở cửa rồi。Câu là gì？mua sắm。 tôi muốn đi siêu thị mua sắm ui chị chào sự câu câu mua sắm cái đồ gì câu u là mua, mua sắm nhá thế này tức là từ gì đây từ khoản rồi à, từ chia mượn à, tôi muốn đến ngân hàng à, tôi muốn đến gì tôi muốn đến thư viện mở sách là gì ui chị chia chia đúng không rồi là mượn tiền nhá cái bạn mượn tiền, tiền. Nhiều, cho tôi đi Hay là bạn cho tôi mượn tiền đi cái ý là ngân hàng ý khán ngân hàng nhá chi khán khoản chuyện là đến ngân hàng đổi tiền đúng không tiếp theo là y chúng ta vừa nói rồi là gì đây là quần áo ờ, chưa chạy y phục tu à, bộ quần áo này bao nhiêu tiền tôi muốn chui mãi xin y phu. tôi muốn mua quần áo mới tôi yêu chui mãi xin y phục rá không là sau đó rá không đi chẳng chua sao mà sau đó bạn muốn làm gì rá không đi chẳng chua sao mà sau đó bạn muốn làm gì rá không tôi chẳng sau đó tôi muốn về nhà Saturday morning，哥，然后我想去吃饭啊，然后我想去吃饭。呃，Saturday m o r n i g 喝咖啡，然后我想去喝咖啡，然后我想去喝咖啡。还可还可以，也赚啊，还可以赚得。你觉得怎么样？还可以吧，呀，还可以。换，换钱，换衣服，啊，啊，你换衣服吧。啊，你去换衣服吧。啊、你,去服吧你去换衣服吧。换了多换，换钱。

tiếp theo chúng ta sẽ à, kết thúc rồi chúng ta chúng ta chỉ còn đúng 24 từ 24 từ vợ tình trường rất là cơ bản và thông dụng trong bài học ngày hôm nay ngày hôm nay là gì nhỉ bài số 18 với chủ đề là gì đây tôi để thư viện mở sách của chị thú sức quản trẻ số rồi các bạn đọc theo mình nha chữ lý sinh chi thiên giảm mà sang tiền y chỉ trần <laughs> quẩy quan quan mẩn tả soạn 东西。 khai khai mở, là chúng ta vừa đi xong hai vượng rồi, rồi, và tiếp theo các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh YouTube học tiếng Trung online của, của Trung tâm Tiếng Trung Changemaster các bạn ấn vào đây và ấn vào đây một cái là xong ấn vào đi. À, ấn vào luôn là là ấn à, 1, 2, 3, ấn một cái và ấn cái đây là ok tiếp theo ở ờ, đâu rồi Đấy, đúng không? à, cuối à, phần cuối của bài học ngày hôm nay đó là giải đáp thắc mắc của giờ học các bạn học viên cảm thấy chỗ nào chưa hiểu hoặc thắc mắc ở đâu các bạn vui lòng đăng comment ở ngay bây giờ video bài giảng này để được hỗ trợ chủ tiền sau giờ học nha giờ và chúng ta sẽ tạm thời kết thúc bài học của chúng ta tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video bài giảng số 19 và ngày mai à, cậu, chào các bạn